Achtung! Mẹ ơi, hôm nay con mẹ sẽ không về. Là một đứa con ngoan thật là không dễ. Đường phố bụi bặm vẫn vui tiền, bà không đủ nhưng vẫn vung tay quá túi. Bởi vì con thích chơi trội với người ta, không thích ở nhà, thích là ngồi ở đằng xa. Chạy theo anh nè, anh kia em là đẹp nhất. Ai do ngại gì mà không chơi. Tuổi trẻ có bao lâu, 20 năm cũng cuộc đời. Thế giới này quá rộng, còn nhiều nơi con chưa tới. Biển động sóng lớn dân chờ sợ gì mưa rơi. Con gái mẹ yêu vậy lắm đó mẹ ơi. Nhưng mà con xin lỗi, con vẫn sẽ không nghe lời. Con vẫn cứ lang thang, cái nào vẫn buông lơi. Con vẫn coi thường cuộc đời. Hai má mày đi bụi hả?